Ok tiếp tục là mình lại review tiếp tại cái con mu chao nha các anh em thì không biết các anh em đã ngửi được cái mùi của con mu chao như thế nào rồi những em nào mà thích sắm đồ để đi bê ca để trang trí ạt thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh em có thể mua đồ được trên web tại cái con game mua trao này nha thì đầu tiên các anh em muốn mua đồ được á, nó sẽ có hai đường để cho các anh em vô một đường là trực tiếp trên game còn một đường nó thì vào cái kênh của mình tại sao mà vào cái kênh của mình thì khi vào cái kênh của mình á, những anh em nào chưa có ấn cho mình một like thì hãy xin cho mình một like nè những anh em nào chưa có đăng ký kênh hãy ủng hộ kênh mình một đăng ký nè khi vô phần mô tả xong thì các anh em hãy lặn xuống là cái chỗ là trang web mua trao thì các anh em hãy link vào trang web mua trao cho mình khi list vào được cái trang web mua trao thì nó có hỏi các bạn là có tham gia Facebook để tìm hiểu thêm không thì anh nào có tham gia thì tham gia không có thì thôi thì các anh em hãy bung cái màn hình rộng ra theo như mình đó các anh em thích nhỏ nhỏ thích to to và các anh em hãy vô cái từ là xe web mình đọc ngắn gọn như ngay các anh em là cái hàng thứ hai ở dưới điểm lên thì khi vô được trong đây thì các anh em sẽ thấy người ta bán đồ cho đủ 5 class luôn Đây mình sẽ bung rộng lên cho các anh em xem Từ trái sang phải là Đắt nè Sụt nè Là đắt quai nha Magit nè Đắt lót và phay Hàng ở trên đầu các anh em thấy những cái icon của các class không Đó Những cái icon nhỏ của các class nha Và mình sẽ demo cho các anh em Muốn mua được đồ thì làm sao Thì đầu tiên các anh em muốn mua được đồ á Cần thiết là các anh em phải sở hữu những cái ngân hàng này đây, người ta cho các anh em có thể mua đồ được trên web này nè. Hình như là có cái ngân hàng chính thống của Bờ xin luôn. Và tiếp tục đó là những cái ngân hàng này á, thì mình chả biết anh em à. Những anh em nào có xài hãy comment góp ý lên nha. Và có một điều chắc chắn là anh em biết là cái visa vì là những cái ngân hàng nào xuyên quốc gia nó là nó sẽ có visa nha còn ngân hàng trong nước là không có và phần đông các anh em nào dư giả tiền nông là sẽ có ngân hàng visa cái đó thì khỏi nói ha chỉ có mình là không có thôi và các anh em muốn mua được đồ thì đầu tiên các anh em hãy chọn vào cho mình bất cứ là nhân vật nào ví dụ là mình chơi sột thì mình bấm vào sột nha đây mình sẽ bấm vào sột khi bấm vào sổ xong thì các anh em có thể mặc sức đó lựa chọn các cái bộ đồ những cái mệnh giá khác nhau đây nó sẽ có chúng ta là 119 đô 134 đô 125 và tất cả dân dân và mẹ may, may có là 35 đô luôn thì mình sẽ vào một cái set bất kỳ tại vì mình đâu có mua đâu các anh em mình vào mình đề mô cho các anh em biết thôi thì mình hãy bấm vô cái chữ cơm gà đây mình sẽ bấm cơm gà ở trên khi vào được trong đây thì các anh em có thể là lít trực tiếp vào luôn mình sẽ demo luôn nha và một lát mình sẽ nói chi tiết cụ thể hơn khi vào tới trong cơm gà thì người ta cho các anh em là hai bản để xem một bản là để xem trang bị và một bản thì để xem thông tin khi mà mình mua món đồ này thì nó sẽ để cho các anh em là tất cả những cái vật phẩm nào mà mình đã mua mình đã nhận được ở trong đây như ví dụ là mình muốn mua một bộ sản phẩm này thì nó để là sự tăng cường của sụt nè đang tìm kiếm tối đa nè một bộ pháp sư tuyệt đối nè với cánh lửa nè cấp 4 hùng vĩ nè độc đáo và chế tạo được khả năng là tăng sát thương phép thuật và giảm sát thương cận chiến bao gồm là 119 bộ full block nè thì các anh em vào trong đây thì có thể là tham thảo khiêm ha mình chỉ đọc đời mô một chút xíu thôi hai cái bảng bên đây là các anh em có thể là vào để xem được cái trang bị nha đây mình sẽ vào cho các anh em xem đây nó sẽ ra trang bị gì đây cộng 13 cái em ha muốn không vào trong đây muốn trở ra thì các anh em cứ thoát ra bình thường nha quay lại vấn đề chính là các anh em muốn mua đồ thì bấm vô cái chữ là finaliza cơm gà cho mình đây mình đã bung bự lên thì các anh em hãy lít trực tiếp vô khi mà lít trực tiếp vô nó sẽ đưa cho các anh em đến một cái chỗ là xác nhận mật khẩu và tài khoản khi mà các em muốn mua cho đồ nó chạy về tài khoản và mật khẩu của mình thì bắt buộc phải nhập vô cái này thì ai cũng biết nha nhưng mà cái ưu đãi nè ở trên là phiến mãi nè với sự giao dịch lần này kiếm được là 308 điểm sự kiện nè các em có thể là reset 50 lần đặt lại rồi nó tặng tùm lum tùm la hết thì các em có thể là nhập tài khoản và mật khẩu vô đó là những cái thông tin cơ bản thì có thể lên trên web của mua trao này mua đồ và mình sẽ chia sẻ thêm một cái cực kỳ quan trọng để cho các anh em vào trong đây nắm bắt nha cái quan trọng đó là người ta sẽ hướng dẫn đi mô cho mình cặn kẽ cách thức mình mua thì các anh em muốn vào được cái chỗ đó thì hãy bung cái màn hình lên cho mình đây cái dòng cuối cùng cho mình nha cái dòng cuối cùng chừng nữa mình những cái chỗ nào mà nhỏ quá mình sẽ phanh tròn và chỉ mũi tên vô để cho các anh em dễ vô nha thì các anh em hãy clip vào khi mà các anh em clip vào xong á thì trong đây nó sẽ có một cái bảng đề mô để cho các anh em muốn mua đồ người ta sẽ hỏi nè câu hỏi thường gặp hướng dẫn mua mua trao làm cách nào để chọn được mặt hàng nè làm thế nào để xác nhận một khoản tiền gửi khi mà vào trong đây thì các em thấy không người ta sẽ chỉ là khi mà mới mua thì phải bắt buộc phải lít vào cái chữ cơm gà có video đầy mô luôn nhưng mà vào trong đây nè xem hướng dẫn đầy đủ cách mua mặt hàng thì các em hãy lít vào cái dòng này cho mình và khi các anh em lít vào thì người ta sẽ hiện ra y chang những gì mình nói thôi Tại vì mình nhìn trên đây mình mới biết mình nói nha các anh em Thì vào trong đây nè Đầu tiên thì phải chọn chữ cơm gà nè Thấy không? Các anh em thấy không? Đó đầu tiên người ta phải chọn cơm gà nè Rồi là finaliza cơm gà nè Các anh em thấy không? Tiếp tục đó là nhập tài khoản qua mật khẩu Ở trong đây mỗi một phần là người ta sẽ có ghi chữ ra Nên các anh em có thể vào trong đây tìm hiểu những gì mà cần thiết cần mua các anh em hãy vào trong đây khi mà nhập tài khoản mật khẩu người ta sẽ cho các anh em thêm một cái bảng điền thông tin đầy đủ và chính xác chấp nhận phương thức thanh toán khi khi mà hỏi xong thì người ta sẽ cho các anh em một cái đường dẫn là hỏi mình thanh toán qua cái ngân hàng gì trực tuyến hay là thẻ visa hay là cái gì các kiểu thì trong đây người ta có bốn cái mũi tên thì cho các anh em chọn vào trong đây các anh em thấy không 1, 2, 3, 4 ở hàng cuối cùng hết Từ bên trái đến qua thì cái hàng thứ 3 là nó có chữ Visa Thì các anh em nào có Visa thì bấm vô nha và đó là một số demo nho nhỏ và chia sẻ cặn kẽ cho những anh em nào muốn mua đồ trang trí hoặc là mua đồ khô máu BK tại cái con mua trao. Thì những anh em nào mà xem clip này thấy có ý nghĩa nào, thấy giúp được mình cái gì đó, thì đừng quên cho em ấy nè. Một like nè, một share, một đăng ký kênh để giúp kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau. Bye bye.